Dạ em xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thanh Thảo Hậu Giang. Thì hôm nay kênh tiếp tục đến với chỗ của Duy Hiếu ha quý cô chú anh chị ha, chia sẻ cùng quý cô chú anh chị các bạn lô phôi mai vàng, phôi mai tứ quý ha quý cô chú anh chị, đế nôm, đế quái. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem clip thật là vui ha, chọn được cây nào cô chú anh chị các bạn liên hệ với chỗ của bạn Duy Hiếu giúp kênh nha quý cô chú nha. Hôm nay hàng VIP khá là nhiều hết cô chú anh chị. Rồi xin chào em Duy Hiếu ơi. Rồi chào anh. Rồi Duy Hiếu cũng kính chào cô chú ha. Hôm nay Duy Hiếu tiếp tục lên được một số mai vàng và một số phôi mai tứ quý ha. Rồi cũng rất cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ cho em ha. Số điện thoại em là 0907 864 124 ha. Hôm nay mong cô chú tiếp tục ủng hộ em ha. Tiếp này giá nó cũng dễ chơi luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 1 đầu tiên lấy giúp con ghi lòng chưa. Rồi cái đầu tiên clip là mã số 1 nha cô chú anh chị ơi, song thụ ha. Dạ, song thụ tứ quý đế bài nha cô chú anh chị. Dạ. Đế kính mặt bầu luôn ha. Đúng rồi đó, bầu nhiều đế nhiều, cây khủng đó nha cô chú, đế đế bài ha. Đường kính bầu khá lớn nha quý cô chú anh chị, này nặng lắm nha cô chú, đế đều hết luôn ha. Giá hôm nay cũng là giá dễ chơi không nha cô chú ơi, giá mềm luôn nha cô chú. Rồi em cho anh xin thông số luôn. Rồi, em cho hoành thân này đo tổng nè nghe quý cô chú ơi, 48 nè ha. Dạ, tổng hai thân là 48 nha cô chú anh chị. Rồi, một thân nó đại diện nha, đây ngay đây nó liền nha, là nó 29 nha. Dạ. Hai thân này song song nó đều bằng nhau nghe quý cô chú. Rồi em đo cái đường kính bầu luôn nha quý cô chú, đường kính bầu 80 nha quý cô chú. Cây này về phải vô chỗ chính nha. Dạ. À, chiều cao, chiều cao là 95. Dạ, chiều cao là 95. Cái mã số 1 Zalo nha em ơi. Rồi giá 6,5 triệu. 6,5 triệu nha cô chú chị ơi, cây tứ quý đế bài song thụ. Dạ à, cây này nặng lắm nghe quý cô chú ơi. Giá chơi hôm nay em giá hợp lý lắm nghe cô chú. Giá tại vô là cái cây lớn với bộ tại bầu đế rất là khủng, là lập được cây lớn nha quý cô chú. Cây vô dừa ha. Nói chung mà bán thu hồi vốn nha cô chú. 6,5 triệu mã số 1. Dạ mã số 2. 2, một cái mai vàng dáng trực nha cô chú chị, lắc nhẹ ha. Đế nơm đấy. Đế nở kính bầu nha cô chú. Đế là đặt cứng bầu luôn nha cô chú ơi. Đó. Đế rất là khéo đế. Lô cây này nó rất là già nha cô chú anh chị. Em cái lô này hổm nay em về bán cũng còn có ít cây ha cô chú. Cô chú anh chị xem đế. Dạ. Ha. Đế này ha, bầu nhiều đế nhiều nha cô chú. Chung cây bầu em khủng không ha. Bầu lớn không à. Rồi, mã số 2 nghe quý cô chú. Dạ, em cho cái hoành thân 35. Dạ, hoành 35. Đế nở đế đặt ha. Chiều cao là 98 nha quý cô chú. Đường kính bầu 70. Đó, đế nè ha. Già lắm nha cô chú anh chị. Mấy cây này nói chung nó bể xù nách hết trơn nè nghe cô chú. Nó già chứ em chưa có báo xù ha. Đó. Đây. Cây thì già ha, cốt cành ha. Rồi mã số 2 này em giao lưu là giá 6,8 triệu. 6,8 triệu nha cô chú anh chị nha. Cây mai vàng mã số 2. Phong cây cao ha. Đế đẹp nha cô chú anh chị, khỏi chơi vào đâu luôn. Rồi. Rồi mã số 3, cây mai vàng nha cô chú anh chị nha. Rồi, cây mai vàng nha. Dạ. Cô chú. Cây ha. Đó. Chực ha. Đế quái quái nha cô chú anh chị. Quái quái ha. Hoành lớn ha. Cây đẹp ha cô chú. Hoành lớn nha cô chú, bán giá thanh lý luôn nha cô chú. Giá rẻ bất ngờ trong cái clip hôm nay luôn nha cô chú, cây này ha. 40 hoành nha cô chú. Hoành 40. Chiều cao 75. Đế sổ nha, 2 tấc 9 nha cô chú. Đế nôm là 29. Rồi, cây này đón nha vừa ha, bán giá hữu nghị cây mã số 3 ha. Giá 3,5 triệu nha. Dạ, 3,5 triệu nha cô chú anh chị nha. Mai bao vàng nha cô chú. Giá này là em bán cái giá này 3. Nha cô chú, thấy hợp lệ cô chú chốt nha cô chú. Chứ em không có bớt nha. Đó. 3,5 triệu nha. Rồi. Số 4 mai xù nha cô chú anh chị ơi, mai vàng xù mã số 4. Rồi, mã số 4 mai vàng xù nha cô chú. Cái này là xù ha, cái này em mới báo xù nha cô chú. Đó, xù chảy ha, cây này xù khoảng 60% nha cô chú. Đó. Quay cành ha, xù mà có cốt cành có đế ha cô chú. Cái đầu chi nè, xù dạ. Xù mạnh, bò luôn. Dạ, vú bò đó. Cái nào xù em mới báo xù nha cô chú, chứ không xù mà đó, này là xù chảy nha cô chú.
Xù này là xù xù chứ không phải là xù nhân tạo gì nha quý cô chú ơi. Đó. Rồi mã số 4 nha. Rồi 33 hoành thăng. Dạ hoành 33. Chiều cao là 80. Rồi đường kính bầu là 60. Dạ, mấy vàng xù mã số 4 nha cô chú. Rồi giá 5 triệu 8 nha quý dạ. cô chú. 5 triệu 8 mai xù mã số 4. Dạ xù có cốt cành gì ha. Về mình xù thì người ta chơi ghim ha. Chơi ghim bông nói chung nó dù gì nó bông nó đẹp hết cô chú anh chị. Chứ cũng bông xấu là nó cũng hơi hiếm nha. Xù 70% là bông nó đẹp. Dạ. Rồi đợi. Rồi mã số 5. Rồi. Củ xù nha cô chú. Củ xù cô chú anh chị ơi. Tròn do luôn nha cô chú anh chị. Đó, củ xù ha. Tròn do nha cô chú. Cái thì như cái bình ha cô chú nè đó lùng lực nha cô chú anh chị nha đế 24 giờ luôn ha này củ nó xù ha cô chú đó củ xù nha cô chú đây xù hết trơn nha cô chú đó, xù nó nu cục cục ra luôn nha dạ rồi em đo cho hai vị trí ha cô chú anh chị cho cô chú mình ha đây là 51 nha quý cô chú dạ, 51. Dạ trên đây một cái nữa ha cho cô chú mình tham khảo để đo hai vị trí nha cô chú rồi 34 nha dạ, rồi, 34. Rồi chiều cao là 42 rồi cái đường kính bầu là 65 đó cây về trồng chỗ 7 vô nha cô chú đó, nguyên củ xù ha gặp này ha rồi giá 7 triệu rưỡi nha quý cô chú ơi dạ, 7 triệu rưỡi nha cô chú anh chị nha mai vàng xù đó, nguyên cái củ luôn ha cô chú anh chị dạ. Tròn do luôn ha tròn do ha lùng lực quất cái củ này ha củ chồng cô chú chồng lên cái phô diễn nguyên cái củ này ha lùng lực mình ghép trên đây cái nó đẹp lắm nha quý cô chú dạ. Mã số đổi cây dạ, mã số 6 mã số 6 dạ. Mai vàng lùng lực luôn nha cô chú anh chị nha dạ mai vàng lùng lực ha cây này như con bắp mình lực nha cô chú nguyên một cái bệ lên nở đế xuống nha cô chú dạ nó bán giá cũng dễ vừa chơi luôn nha quý cô chú đó hoành 50 ha đó, đế ha à, giót ngọn luôn nha quý cô chú này mã số 6 nha mã số 6 rồi hoành đây ha 47 nha quý cô chú hoành vị trí đó là 47 nha cô chú thành 47 chiều cao 65 tổng nồi đế cây rồi 160 nha quý cô chú đó. Cây mai vàng này ha già cây ha hoành 47 ha cô chú lùng lực luôn rồi giá cây mã số 6 này giá 8 triệu rưỡi nha quý cô chú dạ, 8 triệu rưỡi mã số 6 nha cô chú đó, chị giá dễ chơi nha cô chú hợp lại nha cô chú nha. Bao ship tới nhà ha số điện thoại em nhắc lại là 0907 ha 864124 nha quý cô chú đó, cây vàng da tự nhiên nha cô chú đó nó nở nha cô chú à, da mỡn như mấy cây gì nó khỏe lắm nha cô chú mình mua cây mà thấy da cây da nó tươi to mà mỡn như ha cây nó rất là khỏe mạnh ha rồi đổi cây rồi mã số 7 mã số 7 mai vàng ha cây này có cục trứng này quý cô chú này cục trứng thiên nhiên ha cô chú chứ không phải là tạo quá gì nha cô chú ơi đó trứng tròn do nha cô chú cây này nó gì ha cô chú ở đây nó cũng chảy xù ha cô chú đây nó có bệt bệt nè ha này nào xù mới báo xù nha quý cô chú đế thì nở nha cô chú dạ. Đế nở cộng lực nha cô chú anh chị nó đế lỡ cộng lực luôn rồi dạ. Em cho cái hoành thăng rồi 32 chiều cao là 55 đổ 52 chứ đó. Đường kính bầu là 55 rồi cây mai vàng mã số 3 này em giao lưu là giá 2 triệu 8 dạ 2 triệu 8 nha cô chú anh chị nha mã số 3 đó. Dạ mã số 8 đó số 7 rồi này số 8 dạ. Cái mai vàng quái nha cô chú cây này là cây quái nha cô chú thuộc về cây quái nha cô chú cây này cây nghệ thuật ha nè nó liền nha cô chú chứ không phải là nó lên mà nó gời ghét gì ha nó cũng như là mấy mẹ con ôm nhau vậy ha cô chú đó nguyên gia đình nha mình kêu vậy đi đó, cây rất là lạ cây nha cô chú đế nôm luôn nha cô chú đế cộng đế lực không nha cô chú cái này giờ em đo cái tổng gì ha cái quý cô chú chứ hoành thì đo ngay đây chứ không còn đo đâu có vị trí đo 51 nha quý cô chú ơi dạ,
đó, đo cái cọng rễ cho cô chú mình hình dung ha, cái cọng rễ nó bự được bao lớn nha. Đây cọng rễ 19 nha cô chú. Đó. Rồi cái chiều cao, cái chiều cao là 52. Tổng cái nồi, tổng cái đế này là 150 nha cô chú, cho hơn nữa ha, tính 150. Cây quái ha, cây đẹp, cây ha, lạ cây ha, mình vô chậu cái mình trồng ngang cái mặt này ha cô chú. Đây mình làm cái chụp lên nón là ha, rất là đẹp nha cô chú. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa, giá là 8,8 triệu. Dạ, 8,8 triệu mã số 8 nha cô chú. Đó, anh chị 8,8 triệu nha cô chú, bao ship tới nhà mình luôn nha quý cô chú ơi. Cây lạ quái ha. Rồi đổi cây. Dạ mã số 9. Số 9. Đây một cây mai xù nữa nha quý cô chú. Đó, xù này có cốt cành nha cô chú. À xù nguyên cục này ha. Đây, cây này xù cũng khoảng mấy chục phần trăm nha cô chú ơi. Đó, xù chảy ha. Đó, cây này có thẹo chắc có tét nha, nhánh cành mà nó sành này cô chú, liền ha, không có bị mộng mục gì ha, em bao ha. Đó, cây rất là già ha cô chú. Này mã số 9 nha, mai vàng xù. Rồi em cho hoành thăng, lô này cũng còn mấy cây hết cô chú ơi. Hoành thăng là 37 ha. Dạ, hoành 37. À, chiều cao là 81, đường kính bầu là 60. Rồi cây mai vàng xù mã số 9 này em xin phép giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha, giá cũng là 5,7 triệu nha cô chú. Để đẹp nha cô chú, chị. Xù để đẹp ha. Xù là để đẹp ha. 5,7 triệu nha quý cô chú, bao ship tới nhà luôn nha. Giờ phí ship cao ha, giá này kia cũng sát cái giá nha quý cô chú ơi. Nè, nó lên nuôi vú bò này vì là nó là cô chú mình nuôi cây, cô chú biết ha, nó lâu lớn lắm nha cô chú mới được vậy chứ không phải là ha. Đó. Yeah. Rồi giờ tiếp tục mã số 10. Mã số 10. À, cây bonsai đế bài nha cô chú. Đế bài ha. Tử luôn. Dạ, ha. Dạ. Bò đế bầu nhiều đế nhiều nha cô chú. Nè. Đế đều hết trơn. Đó, bầu đế khủng không cô chú anh chị nha. Cái bầu lớn nha cô chú anh chị, thân dạ thì nhỏ nhưng mà bầu lớn nha. Bầu đế gì lắm, bầu đế ha. Cây này phí ship nó nặng lắm nha cô chú. Cây này mẫu tử nha cô chú. Yeah. Rồi này em đo cái chỗ đây cái vị trí này cái rồi mới đo trên ha. Hoành thăng đây là 39 nha cô chú. Yeah, đo cây tử luôn ha. Tới đây em đo hai ba vị trí giờ em đo. Rồi hoành đây là 26. Dạ. Yeah. Rồi 39 là 36. Dạ, yeah. Chiều cao là 41. Tổng nha, tổng cái nồi đế. Rồi 150 nha cô chú, hơn nữa. Đó, 160. Đúng rồi đó. Rồi mã số 10 này em giao lưu với quý cô chú anh chị gần xa ha, 4,5 triệu. Dạ, 4,5 triệu nha cô chú chị, mã số 10. Chung là giá hôm nay là em bao cô chú ha, trường. Mã số 10, 4,5 triệu. Rồi, 11. Rồi, cây tứ quý không cao mà cây lực nha cô chú. Mai vàng anh, mai vàng. Mai vàng nó lực. Dạ. Mai vàng không cao, cây rất là lực cây nha cô chú anh chị. Sát lớn luôn, đón nhà vườn luôn nha quý cô chú. Dạ, chỉ cần đều luôn nha cô chú anh chị. Đó. Nha. Cây cốt rất... cành ha, nó lực nè, cốt cành nó, cốt cành nó khoảng 20 ha cô chú. Đó. Giót nó ha, cốt cành này mình về quấn cái tàn lên ha, đó nhà vườn ha cô chú. Hoành gần 50 ha cô chú, mà giá cũng dễ chơi luôn. Mã số 11 ha quý cô chú. Nồi đế này cô chú. Dạ. Nha, đế hết biết bự. Đế lực không nha cô chú, cộng lực lực không nha. Đó. Rồi. Rồi hoành là 45. Đó, hoành chuẩn luôn nha cô chú. Đó. Hoành 45 nha cô chú. Chiều cao. Chiều cao là 105. Rồi cốt cành số 1 cái coi. Rồi cốt cành số 1 nha cô chú anh chị. 21 nha quý cô chú. Rồi cành số 1 21. Đó, bầu nhiều đế nhiều nha cô chú, đế rất là lực ha. Rồi mã số 11 giá là 6,5 triệu. Ừ, đường kính bầu nãy chưa đo. Chưa đo à? Đo hả? Rồi đường kính bầu 65. Rồi. Vô về vô chỗ 7 6,5 triệu nha cô chú anh chị. 6,5 triệu nha. Cái cộng rễ đó khoảng này nhiêu để em đo thử cho cô chú mình. 10 11 ha cô chú. 11 cm nha. Nè.
biết à. 20 mấy 23 24 gì cỡ đây nè, để em đo nè, nó có lòn đây luôn, đo luôn cho cô chú mình tham khảo luôn. Phải rồi đó, nó đúng rồi đó, 23 nó 23 24 đúng rồi đó. Thì bởi vậy nó lực rồi, lắm nha cô chú, rất là lực ở ngoài, nhìn rất là lực cho cô chú. 6,5 triệu nha cô chú anh chị. Dễ chơi luôn. Dạ, mã số 12 cây mai vàng cho cô chú chị để thú xù ha. Để thú xù. Dạ. À. Mã số 12. Kỳ ha. Xù hết trơn nha cô chú. Nguyên xù nguyên mình luôn chân luôn nha cô chú. Đúng rồi, xù nguyên mình nguyên chân. À. Cây đẹp lắm nha cô chú. Này cái lưng của nó nha cô chú chị. Lưng gần gũi có cục thịt thăng luôn ha. Dạ. Thịt thăng. Giờ anh xin thông số luôn, cây mai vàng để thú nha cô chú anh chị. Cái này giờ đo mà trên đại trên này đi ha. Ờ 20 hết cô chú. Đó, chứ đo cái giờ mình, em đo cái mình thế đo lòn dưới đây đi, đo nè, đó. Cái đây là mình 27 nè ha cô chú, ngay đây ha. Cái chiều dài ha là nó được 25 hết cô chú. Chiều cao là 43. Rồi cây mai vàng xù dán thú này em giao lưu là 6,5 triệu quý cô chú ơi. 6,5 triệu nha cô chú anh chị. Một cây dán thú ha, rất đó. Là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này mình mua cái chậu chữ nhật để em đo cái đường đường vô chậu khoảng chậu mấy ha. Rồi 60 nha cô chú. Này vô 46 là vừa luôn nha cô chú. 46 nha cô chú. 46 là hợp lệ. Ủa. 46 không đủ ta. Còn lớn. 57 cô chú ơi. Chữ nhật 57. Đó. Rồi, qua cái đẹp. Này 6,5 triệu nha cô chú anh chị. 6,5 triệu nha. Cây này phải vô 57 hay cô chú, 57 thì nó hơi bự. Rồi, đổi giùm anh nha. Dạ mã số 13. 13. Rồi, mai về mai tứ quý nha cho cô chú. Tứ quý đế thú dán ha, dán lắc ha. Đế đặt ha. Đó. Mã số 13 nha cô chú anh chị. À, nguyên một cái củ nở đặt luôn thành luôn. Cây này nó dặn ha, đế ha. Đây cũng có cái lót nha cô chú, mà tại vì cái thân nó dặn đây rồi đế nó quái ha. Đó. Cây kéo nhựa hôm nay kéo nhựa khỏe nha cô chú, tứ quý nay bứng cũng hơn 10 ngày rồi, khỏe cây rồi. Rồi mã số 13 ha, cho hoành thân. Rồi 38 hoành nha cô chú. Hoành 38. Chiều cao là 91. Rồi đường kính bầu là 65. Rồi cây mã số 13 này, cây tứ quý em giao lưu 6,5 triệu nha quý cô chú. 6,5 triệu nha cô chú nha. Mã số 13 tứ quý. Rồi 14 tứ quý nha cô chú anh chị. Mã số 14 tứ quý. À, đế cũng nơm mấy cô chú. Thằng, thằng có cốt cành luôn ha. Dạ nha. Thằng lắc ha, đế đây có đế đó. Dạ. Đế có đế đầy đủ như cô chú anh chị. Rồi anh xin thông số luôn, tứ quý mã số 14 nha cô chú. Cây này bao phê ha, bao nhìn nó cũng có duyên lắm nha cô chú ơi. 35. Dạ quanh 35. Chiều cao 91. Cây này phí xếp cao nặng lắm nha cô chú, đường kính bầu 60 ha. Em bán giá cũng dễ chơi luôn nha cô chú. Cây mã số 14 này em giao lưu là 3,8 triệu thôi. Dạ, 3,8 triệu nha cô chú anh chị. Lỗ giá vốn luôn cô chú. Rồi. Đây đẹp ha. Dạ, mã số 15. 15. Tứ quý luôn cô chú anh chị, một cây tứ quý phong cao ha, mã số 15. Để giữ ha. Cốt cành luôn đó cô chú. Cốt cành lực nha cô chú anh chị. Để giữ luôn. Mấy cây này thì rễ lông dữ lắm ha. À, để cái vàng bầu vàng rễ lắm nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Cây này người ta trồng mô không nghe cái cô chú. 15. Giờ anh xin thông số luôn, nồi đế kẹo luôn cô chú. Nồi đế, nồi đế kẹo luôn. Bầu nhiêu đế nhiêu mà. Rồi, 39 thôi cô rồi, chú ơi. 39. Chiều cao 103. Đường kính bầu 60. Rồi cây tứ quý mã số 15 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha, giá 6,000 đồng. Dạ 6,000 nha cô chú anh chị, tứ quý mã số 15. Dạ dễ chơi luôn, bao ship tới nhà luôn nha cô chú. Dễ chơi nha cô chú anh chị nha.
không chống mặt nào hết, không chống nha, để giữ nha. Rồi đổi giùm anh. Rồi tôi quý mã số 16 nha cô chú anh chị, một cây phong cao ha, có chi cành đầy đủ luôn, để đúng kính rồi. Bầu luôn nha cô chú anh chị, để giữ nha, cây này để nơm ha cô chú, để nè, để đặt luôn đó. Để kính bầu luôn nha cô chú anh chị, để bầu nhiều để nhiều, hai ba lớp luôn đó, để đó. Nha, để mà nó không có chống, không có treo nghe cô chú, mình trồng đây là phô diễn bồ đế ra nghe cô chú anh chị đó, cốt cành có luôn, không cứ đế treo như cô chú chị, chi cành đầy đủ luôn ha, cơm tầng thông như cô chú anh chị, không có đế treo rõ ràng nghe cô chú, để nè. Rồi mã số 16 ha, rồi hoành là 37. Dạ hoành 37, chiều cao 123, đường kính bầu 68 đó, bầu nhiêu đấy nhiều nghe cô chú, mấy cây này nặng dữ lắm nha. Rồi cây mã số 16 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa, 6.500.000, 6.500.000 nha cô chú anh chị, đế nè ha, đế lớp lớp luôn nha cô chú anh chị, cộng đều hết trơn luôn ha. Rồi đổi với năng lượng. Rồi 17. Mã số 17, tú quý luôn cô chú anh chị. Là cây mã số 17, một cây dáng siêu ha. Là cây cuối clip của ngày hôm nay. Đế khá nha cô chú anh chị. Đế khá, này đế dách nha, chữ A. Dạ dễ chơi luôn nha cô chú. Dàn đế này nha cô chú anh chị. Rồi em xin hoàn luôn cây tứ quý mã số 17, cây cuối clip nha quý cô chú anh chị. 17 nha, cuối clip nha cô chú. Rồi hoành là 39. Chiều cao là 92. Đường kính bầu là 70. Rồi cây mã số 17 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa, giá 5 triệu đồng. Rồi 5 triệu nha cô chú anh chị, mã số 17 ha. Rồi hôm nay Duy Hiếu có lên được một số phôi mai vàng và một số phôi mai tứ quý ha, rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ ha, giá cũng dễ chơi nha cô chú. Rồi cũng xin mến chào cô chú, hẹn cô chú clip mới và sớm nhất luôn. Rồi cảm ơn Duy Hiếu luôn, xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị, các bạn ủng hộ kênh, ủng hộ Duy Hiếu ha quý cô chú anh chị.